Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với series dẫn ghép lời chi tiết của kênh Guitar Tiến Quyết. Nhắc lại cái đánh điệu slow surf, đánh móc, chúng ta sẽ đánh các nhịp là 3 3 chập 21, 3 3 3 21, 3 3 3 21, 3 3 3 21, 3. Các đoạn nhịp ở trên hình, chúng ta sẽ nhấn mạnh vào dây bát và nhịp chập 21. Đánh quạt, các bạn sẽ đánh các nhịp là xuống, xuống, lên, xuống, lên, xuống, xuống, lên, xuống, lên, bùng, chạch, 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 bùng, chạch, 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 bùng, chạch, 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 bùng, chạch, 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 chạch. Các bạn sẽ nhấn mạnh vào những cái nhịp mũi tên to. Và để xem kỹ hơn cách đánh điệu slow surf, các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả các điệu điệu hát cơ bản. Hợp âm sử dụng trong bài này là hợp âm la thứ, dây 2 ngăn 1, dây 3 ngăn 2, dây 4 ngăn 2, bát dây 5. Hợp âm mi thứ, dây 4 ngăn 2, dây 5 ngăn 2, bát dây 6. Hợp âm pha trưởng, chặn ngăn 1, dây 3 ngăn 2, dây 4 ngăn 3, dây 5 ngăn 3, bát dây 6. Hợp âm rê thứ, dây 1 ngăn 1, dây 2 ngăn 3, dây 3 ngăn 2, bát dây 4. Hợp âm son trưởng, dây 1 ngăn 3, dây 5 ngăn 2, dây 6 ngăn 3, bát dây 6. Hợp âm mi 7, dây 3 ngăn 1, dây 5 ngăn 2, bát dây 6. Hợp âm đô trưởng, dây 2 ngăn 1, dây 4 ngăn 2, dây 5 ngăn 3, bát dây 5. Nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến phương pháp ghép lời chi tiết thì hãy dành 1 phút để tìm hiểu nhé. Với phương pháp này, các điệu đệm hát mình đã trình bày ở dưới dạng sơ đồ như sau. Đánh móc được thể hiện bằng chữ và số, đánh quạt được thể hiện bằng hình mũi tên. Lời bài hát đặt tương ứng theo các nhịp đàn và các vị trí hợp âm của bài. Khi chơi, các bạn bám theo sơ đồ để biết được những nhịp vừa đàn vừa hát, những nhịp chỉ đệm đàn. Như vậy, các bạn vừa đàn vừa hát sẽ không bị sai nhịp, giúp cho cảm nhịp của các bạn được hình thành và phát triển. Do vấn đề đánh bản quyền bài hát của YouTube, nên mình sẽ chỉ giới thiệu phần sơ đồ ghép lời chi tiết. Rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của các bạn. Nếu thấy series này hay thì like, subscribe kênh để có thể xem các bài hướng dẫn mới nhất của mình nhé. Và nếu cần tài liệu, hãy liên hệ với mình. Và bây giờ, xin mời các bạn theo dõi sơ đồ ghép lời chi tiết của bài hát hôm nay.
chào các bạn. Vừa đàn vừa hát các bài hát yêu thích không phải là quá khó, chỉ cần kiên trì rèn luyện trong một vài tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thì có khá nhiều người có thể chơi được điệu, chuyển được hợp âm thành thạo, nhưng khi hát vào lại hay bị lệch, không khớp nhịp hát với cả nhịp đàn. Chính vì thế mà mình đã suy nghĩ và sáng tạo ra cái kiểu hướng dẫn ghép lời chi tiết này, và với mục đích là giúp cho những ai gặp phải những cái vấn đề mình vừa trình bày trên có thể sửa chữa và hát đúng giai điệu bài hát cùng với đàn. Cách hát của một bài hát thì nó rất là đa dạng, tùy vào người hát có thể ngân nghỉ hay feel những cái chỗ khác nhau, tùy vào những các bản phối hay là những cái cảm xúc khi chúng ta hát. Và cái trong cái bài hướng dẫn hoặc là trong cái tài liệu mình thì mình sẽ làm một cái cách hát đơn giản nhất và giống với bản gốc nhất cho các bạn có thể tham khảo. Hy vọng các bạn có thể chơi được các bài hát mẫu và sau đó là chơi các bài hát tương tự. Cách sử dụng cái tài liệu này thì nó cũng không quá phức tạp đâu, nó thiên về thực hành đệm hát. Các bạn chỉ cần theo dõi kỹ cái sơ đồ mà mình đưa lên trên YouTube và trong các cuốn tài liệu. Và khi hướng dẫn thì mình đều hát ghép lời vào với tốc độ là tương đối chậm để các bạn dễ dàng theo dõi hơn. Và khi chúng ta chơi được chậm rồi, có thể không cần nhìn nhiều tài liệu thì chúng ta có thể đánh nhanh lên và dần dần các bạn có thể quen được cái nhịp của bài hát. Và từ 1-2 bài ban đầu quen thì chúng ta có thể chơi được rất nhiều bài tương tự với các điệu đó hoặc là các điệu khác cũng như vậy thôi. Ở cái bộ giáo trình này của mình thì có những cái điệu thường dùng, ví dụ như là điệu van, điệu slow rock, bolero, slow ballad, slow surf, disco. Và mình sẽ cố gắng dần dần mở rộng ra thêm được nhiều điệu hơn nữa. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình để có thể giúp mình có thêm động lực để tạo ra nhiều cái bài và những cái video hướng dẫn tiếp theo.